ngày 12 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức họp mặt doanh nhân doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh quỹ Lê Đức Thọ, Phó Bí thư thường trực tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì. Đặc biệt, buổi họp mặt đã hội tụ trên 100 doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh đến tham dự. Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết Đến thời điểm này, cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở tỉnh ta đã bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Đến nay, Bến Tre đã cơ bản trở về trạng thái bình thường mới. Là địa phương đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện sớm chỉ thị số 19. Các doanh nghiệp trong tỉnh sau thời gian tạm ngưng hoặc phải hoạt động ba tại chỗ cũng đã từng bước trở lại hoạt động bình thường. Người dân có thể tự do đi lại những kết quả tích cực đạt được trong công tác phòng chống dịch vừa qua là sự tổng hợp của nhiều yếu tố trong đó phải kể đến sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lãnh đạo tỉnh ghi nhận và xin cảm ơn các doanh nghiệp đã thấu hiểu chia sẻ và đồng cam cộng khổ cùng chính quyền thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần ngọc tam chia sẻ việc triển khai các mô hình ba tại chỗ hay một cung đường hai điểm đến đã gây gia tăng chi phí và phát sinh nhiều vấn đề trong vận hành nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều rất chủ động xây dựng phương án thích nghi với bối cảnh dịch bệnh và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp chính sự nỗ lực của các doanh nghiệp đã giúp tỉnh đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong khả năng của mình chính quyền tỉnh đã đang và sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì phục hồi và phát triển sản xuất bởi lẽ doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu quyết định đến khả năng phục hồi của nền kinh tế tại buổi họp mặt nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ về khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19, cũng như nêu lên những đề xuất, kiến nghị về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo các sở ngành tỉnh cũng đã tiếp thu, giải trình rõ và tiếp tục bàn bạc đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ghi nhận và trân trọng cảm ơn các vị doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, chia sẻ, cùng với hệ thống chính trị của tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời có những đóng góp thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng 19 doanh nghiệp với thành tích duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong thực hiện phòng chống dịch Covid-19. 7 doanh nghiệp có thành tích tham gia bình ổn thị trường, kết nối cung cầu và hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thực hiện phòng chống Covid-19 năm tập thể đã tích cực ủng hộ vật chất trong thực hiện phòng chống dịch Covid-19, 4 doanh nghiệp đạt giải thưởng doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương, 3 doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia giai đoạn 2016-2020 và một giải thưởng thương hiệu quốc gia năm 2020, khen thưởng 10 cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích tích cực quy động nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19.